Chào các bạn, mình đang đi lượn ở trong Grand World. Grand World Phú Quốc các bạn. Đi xe điện. Trong này thì rất là mát mẻ và không có ồn ào, không khói xe luôn. Nói chung là quá đã. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào chợ đêm để mua hải sản nha. Mấy cái này là chưa có trong mấy nhúng lượng mà hen hoặc là nước mà hàng có cộng được tiếp tục này mà nhân này 40 nhân này 50 để hai con đi, hai con được mà hen, hai con này dạ hai nhúng mà hen tại ba nhúng đi cho nên là đây thịt nhúng đó một một thìa vậy luôn đó. Bây giờ mình sẽ cho miếng nước mắm này, à quên, miếng muối này. Bây giờ mình sẽ ăn này. Đây các bạn, cũng béo béo ngon ngon đó. À, cái món ngon nhất của ngày hôm nay đó là tôm mú ni các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử con bào ngư. Dài dài như thịt ốc ấy các bạn. Ừ.
ăn đây. Là món gì nhỉ? Quên rồi. Món gì? Sò mai nướng mỡ hành các bạn. Đây. Một miếng quay sen. Chán lên. Đó, bây giờ múc lên. Đây. Ngon không ạ? Bây giờ mình sẽ ăn tôm hủ này này. Đó. Lấy thịt ra. Chấm vô. Đó, ăn này. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cái miếng này. Đây, thịt hủ luôn. Đây, thịt của nó đây, chấm vô. Đây, một miếng thịt to luôn, chấm vô. Ok, và đó là video mình đã review về chợ đêm mới ở Phú Quốc ở tại Grand World nha. Ok, nói chung là hải sản ở đây khá là ngon đấy. Tất nhiên là nó sẽ không được tươi sống như ở các bè rồi. Nhưng mà còn kỳ vọng gì ở một cái chợ đêm như thế. Cảm ơn các bạn đã xem video.